Tấn Phước và Yến Ngọc kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Mến chúc quý vị khởi đầu một tuần làm việc hiệu quả. Chương trình sáng nay đầu tuần hôm nay 29 tháng 7 sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam dẫn đầu về xuất khẩu gạo sang Singapore. Nhiều ổ dịch tả heo châu Phi mới tiếp tục phát sinh, đang đặt ra nhiều thách thức cho thị trường thực phẩm. Nguy cơ thiếu thịt heo cuối năm và tác động CPI. 13 trận động đất trong một ngày tại huyện Con Plong, Kon Tum. Nuôi dưỡng tình yêu đờn ca tài tử cho thế hệ trẻ. Chương trình sáng nay xin được mở đầu với những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết sẽ sớm trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu trong quý 3 năm nay. Trước đó, hồi giữa tháng 7, Bộ Công Thương đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo lần 3 nghị định về kinh doanh xăng dầu. Trong dự thảo lần này, Bộ Công Thương vẫn giữ quan điểm như tại bản thảo hồi tháng 4 là nhà nước sẽ không điều hành giá bán lẻ nhiên liệu trong nước. Thay vào đó, doanh nghiệp, đầu mối, phân phối tự tính quyết giá bán lẻ trên cơ sở các yếu tố do nhà nước công bố. Việc thay đổi này, theo Bộ Công Thương, xuất phát từ thực tế cơ chế điều hành giá hiện nay chưa đảm bảo theo cơ chế thị trường, phải qua quá nhiều bước. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kiến nghị bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và điều hòa nhiệt độ vì đây không phải là mặt hàng xa xỉ. Theo VCCI, mặt hàng xăng hiện nay đang phải chịu cùng lúc hai loại thuế với cùng tính chất hạn chế tiêu dùng là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Trong khi đó, xăng không phải mặt hàng xa xỉ nên việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng là nhằm bảo vệ môi trường. Với mặt hàng điều hòa nhiệt độ, VCCI cho biết mặt hàng này phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 1998 với mức thuế suất là 20% và đã được giảm xuống 10% vào năm 2008. Trước đây, điều hòa nhiệt độ có thể được coi là mặt hàng xa xỉ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, hiện nay điều hòa nhiệt độ đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong công việc và cuộc sống. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam vẫn giữ vị trí là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất sang Singapore, chiếm 32,69% thị phần. Số liệu thống kê của Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho thấy, một số nhóm gạo tiếp tục chứng kiến mức tăng rất mạnh, đó là gạo nếp, gạo dở và gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ. Nhóm gạo chủ lực của Việt Nam tại thị trường Singapore là gạo tẻ trắng. Chiều hướng tăng mạnh nhu cầu nhập khẩu gạo của Singapore từ năm ngoái đến nay có nguyên nhân chính được cho là lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và sự phục hồi nhanh của lượng khách du lịch đến Singapore khiến quốc gia này tăng cường nhập khẩu gạo. Nhiều ổ dịch tả heo châu Phi mới tiếp tục phát sinh đang đặt ra những thách thức cho thị trường thực phẩm. Thịt heo cũng là mặt hàng thực phẩm ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI lớn nhất. Các chuyên gia cho rằng là nếu không kiểm soát tốt dịch tả heo châu Phi sẽ có nguy cơ thiếu thịt vào thời điểm cuối năm. Điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng giá cả thị trường và tác động trực tiếp chỉ số CPI cả nước. Đây là thời điểm người chăn nuôi gầy đàn chuẩn bị nguồn cung thịt heo cho dịp Tết và những tháng cao điểm tiêu thụ thực phẩm cuối năm. Thế nhưng những hộ chăn nuôi vừa bị dịch tả heo châu Phi quét qua lại phải treo chuồng bỏ nuôi với tới vài tháng. Tất cả xử lý chuồng trại sau khi xong xuôi thì phải nghỉ thời gian khoảng 4 tháng đến 6 tháng sau mới dám nuôi. Nỗ lực ngăn chặn dịch tả heo châu Phi từ đầu năm đến nay chưa thật sự hiệu quả khi những ổ dịch mới tiếp tục xảy ra, trong khi nhiều địa phương vẫn chưa khống chế hoàn toàn những ổ dịch cũ. Kế hoạch 5 triệu tấn thịt phục vụ nguồn cung cho cuối năm có thể không đạt được. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lo lắng nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh thì nguy cơ thiếu thịt sẽ hiện hữu. Đang nói là giá cả thịt heo tăng khi nguồn cung thiếu hụt sẽ lập tức tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI cả nước. Nếu như xảy ra dịch nhưng chỉ ở quy mô nhỏ và chúng ta kịp thời bao vây thì nó không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng tuy nhiên là nếu xảy ra dịch tả lợn châu Phi diện rộng mà chúng ta không kiểm soát tốt thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn cung cho dịp cuối năm và kể cả những tháng cuối năm. Thịt lợn chiếm tỷ trọng khoảng 70%. Trong tổng các loại thịt. Thế và đây là cái
đối tượng thực phẩm mà ảnh hưởng đến CPI rất lớn. Nếu chúng ta không làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và cái tái đàn thì từ nay đến Tết sẽ có nguy cơ thiếu thịt và sẽ ảnh hưởng cái giá cả sẽ rất cao và ảnh hưởng trực tiếp với CPI. Cho nên cái việc bảo vệ đàn gia súc gia cầm, bảo vệ đàn lợn là nhiệm vụ rất quan trọng. Ngành chăn nuôi chỉ còn khoảng 5 tháng để chuẩn bị nguồn cung thực phẩm cho dịp tiêu thụ cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán. Vì thế, việc khống chế dứt điểm dịch tả heo châu Phi càng trở nên cấp bách. Theo thông báo tin động đất của Viện Vật lý Địa cầu, tính đến 20 giờ tối qua, tại huyện Công Long, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận 13 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 5 độ Richter. Cá biệt, trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây hôm qua có độ lớn 5 độ Richter, là trận động đất có độ lớn cao nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn. Do ảnh hưởng của động đất trưa hôm qua, người dân sinh sống tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đều cảm nhận rõ rệt sự rung lắc. Nhiều người đã không khỏi hốt hoảng chạy ra khỏi nhà hoặc các công trình xây dựng dân dụng để trú ẩn. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân huyện Công Long, tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản yêu cầu thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện, các cơ quan đơn vị khẩn trương ứng phó với động đất. Các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn Băng Đen có trách nhiệm tổng hợp báo cáo nhanh thiệt hại gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiếp tục rà soát đánh giá kỹ thiệt hại về cơ sở vật chất và đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục gửi về Ủy ban nhân dân huyện để xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục. Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024 bổ sung quy định về độ tuổi lái xe và không được lái xe. Theo đó thì tại điều 59, người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy. Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1, được điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, luật cũng quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm điều kiện sức khỏe phù hợp với từng loại phương tiện được phép điều khiển. 160.000 lao động là con số mà thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng trong 6 tháng cuối năm để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các ngành nghề, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp chạy đua cuối năm, vì vậy công tác tuyển dụng nhân sự trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cùng với việc tích cực kết nối cung cầu, đảm bảo hiệu quả cho người tìm việc và việc tìm người, thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra nhiều giải pháp để ổn định nguồn nhân lực. Trong số 160.000 lao động thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần trong nửa cuối năm, nhóm ngành công nghiệp trọng điểm chiếm khoảng 16%, còn ngành dịch vụ thương mại chiếm 60%. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã tích cực thông tin đến người lao động ở từng địa phương qua các sàn giao dịch việc làm, vừa kết nối cung cầu nhân lực hiệu quả, vừa duy trì quan hệ lao động bền vững. Sở cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp thành phố, Ban quản lý khu công nghệ cao cũng như là Ủy ban nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức cũng sẽ thường xuyên thực hiện cái việc rà soát tình hình lao động trên địa bàn để nắm tình hình, nhằm mục đích là chúng ta giữ vững được cái mối quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp và hạn chế cái việc là biến động lao động và làm sao để duy trì được cái lực lượng lao động đang làm việc. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh cũng kết nối việc làm liên vùng với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long để giữ vững lực lượng lao động. Về lâu dài, các doanh nghiệp cũng chủ động các giải pháp về phúc lợi, chế độ lương thưởng cho người lao động, nuôi dưỡng và giữ ổn định nguồn nhân lực. Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức họp báo giới thiệu về lễ hội Tôm hùm Cam Ranh năm 2024 với chủ đề Vĩnh xanh bừng sáng. Lễ hội sẽ được diễn ra từ ngày 3 tháng 8 cho đến ngày 11 tháng 8 năm 2024 với nhiều hoạt động sự kiện xuyên suốt và các chương trình nghệ thuật hàng đêm. Và đây là lần đầu tiên lễ hội tôm hùm được tổ chức tại thành phố Cam Ranh, nơi được mệnh danh là một trong những vương quốc tôm hùm. Lễ hội có nhiều hoạt động phong phú như văn hóa ẩm thực và trưng bày triển lãm kết nối giao thương các ngành hàng tôm hùm, thủy hải sản và các sản phẩm ô cốp. Hội thi trình diễn ẩm thực tôm hùm Cam Ranh và xác lập kỷ lục Việt Nam 120 món ăn chế biến từ tôm hùm Cam Ranh, lễ hội đua thuyền lắc thúng,
giao lưu trình diễn nghệ thuật dân gian như trình diễn nhạc cụ Mã La của đồng bào dân tộc Rắc Lai, xã Cam Phước Đông, Cam Ranh, biểu diễn nghệ thuật dân gian bài chòi của đoàn nghệ thuật Quy Nhơn, tiết tấu cồng chiêng Rắc Lai của đoàn nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Lễ hội là dịp để quảng bá sản phẩm tôm hùm đã nổi tiếng từ lâu của thành phố Cam Ranh, kết nối giao thương, tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ thủy sản trong nước cũng như xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa du lịch quy mô và trọng điểm của thành phố Cam Ranh, hướng đến duy trì tổ chức thường niên để thông qua sự kiện nhằm giới thiệu, phát huy giá trị văn hóa và con người Cam Ranh. Nhằm tôn vinh, quảng bá và giới thiệu những nét độc đáo, đặc sắc, giá trị của bảo vật quốc gia đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát hành bộ tem bảo vật quốc gia đồ gốm. Bộ tem này gồm 4 mẫu giới thiệu các hiện vật: bình gốm Đầu Rằm, bộ sưu tập bình gốm Đất Nung Long Thạnh, bình gốm Nhân Thành, thống gốm Qua Nâu. Đây là bộ tem thứ 3 trong chuỗi tem về chủ đề bảo vật quốc gia Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành để góp phần quảng bá giới thiệu những nét đặc sắc độc đáo của các bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Bộ tem có khuôn khổ tem 37x37mm, có giá mặt lần lượt là 4.000, 4.000, 4.000, 6.000 đồng do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 28 tháng 7 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, đờn ca tài tử là môn nghệ thuật đặc trưng của người dân Nam Bộ. Để phát hiện những tài năng triển vọng cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, nuôi dưỡng đam mê, giữ gìn nghệ thuật truyền thống. Dịp hè này, Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao, Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lớp truyền dạy đờn ca tài tử dành cho thiếu nhi, học sinh. Điều đặc biệt là các lớp học này hoàn toàn miễn phí. Lớp truyền dạy đờn ca tài tử này được mở vào mỗi buổi sáng các ngày trong tuần. Tuy khác nhau về độ tuổi, nhưng các em đều có chung niềm đam mê ca hát. Em rất thích bộ môn đờn ca tài tử này. Khi được học và được hát với thầy cô, em rất vui. Em muốn trở thành một người nghệ sĩ cải lương trong tương lai. Các bạn trẻ khác thì rất là thích âm nhạc hiện đại. Nhưng mà đối với em thì em lại rất thích và đam mê loại hình đờn ca tài tử này. Em sẽ cố gắng luyện tập thật nhiều để giữ vững nhịp, biết nhiều bài hát mới, đờn ca thật hay để nhằm góp phần lưu giữ loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc ta. Để dìu dắt và ươm mầm cho các thế hệ trẻ bước vào làm quen với cái bộ môn nghệ thuật này thì yêu cầu đội ngũ giáo viên chúng ta phải có một cái sự linh hoạt về phương pháp giảng dạy hết sức là gần gũi. Xuất phát từ mục đích dạy hát, dạy người, nên nội dung những lời ca điệu nhạc trong chương trình giảng dạy đều được chọn lọc. Vì vậy, lời hát vừa hay vừa mang tính giáo dục cao. Bên cạnh việc truyền dạy từ các lớp học đờn ca tài tử, tùy theo khả năng của các em, Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể dục Thể thao tỉnh sẽ đưa các em đi biểu diễn, giao lưu, tham gia các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Con muốn học bộ môn này để phát triển đờn ca tài tử cho nước nhà và dân tộc. Con muốn ca đờn ca tài tử để mọi người đều biết đến bộ môn này. Hiện nay thì cũng là nhiều cái phương án lắm để làm sao cho các bé nó tham gia cho nó trọn vẹn, vừa trải nghiệm vừa tham gia rồi cùng với các cái hoạt động tại địa phương để phát triển cái bộ môn đờn ca tài tử này. Với tình yêu sẵn có và sự nỗ lực truyền dạy của thế hệ đi trước, các bạn trẻ hôm nay sẽ tiếp nối hành trình bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử, đưa tiếng đờn, lời ca ngày một vang xa. Và cũng là để hiểu hơn về nguồn cội cũng như giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.